Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả góc nhìn Hoàng Duy Hùng Chiều ngày 20 tháng 6 năm 2020 Kính thưa quý vị Cha ông ta có câu nói đó là Đứng núi này trong núi nọ Và vì đứng núi này trong núi nọ đó Thì coi chừng là mất cả trì lẫn trại Nhiều khi mình cứ thấy nước người khác Rồi mình thấy rằng là như thế nào đó Rồi mình cứ tưởng tượng rồi mình mong là phải thay đổi giống như người ta. Rồi không khéo á mình mất cả chì lẫn chài. Vì mỗi một quốc gia đều có văn hóa riêng, đều có quá trình lịch sử riêng, đều có bối cảnh chính trị riêng, đều có địa thế chính trị riêng nên mình phải học những ưu điểm nhưng áp dụng theo cái bối cảnh sử địa cũng như văn hóa của mình thì mới đúng hơn Hôm nay tôi muốn nói chuyện thời sự về chuyện rối rắm Chính trị của nước Mỹ Mà họ nói rằng đó là tam quyền phân lập à, Qua cái vụ án của anh Hồ Duy Hải đó thưa quý vị Ở Việt Nam á Người ta nói rằng là Người ta cứ vận động là phải có tam quyền phân lập Tôi đồng ý phải có tam quyền phân lập Nhưng mà họ nói là để có tam quyền phân lập á, Thì Phải có đa đảng Này Cái President tức là cái tiêu đề Họ đưa ra đó nó có đúng hay không Chắc chắn là nó không đúng rồi Nhưng mà tôi sẽ phân tích sau Cứ có đa đảng thì mới có tam quyền phân lập Cũng như là họ nói rằng là có đa đảng thì mới có dân chủ Cũng chưa chắc vậy Dân chủ có thể ở trong đơn đảng Độc tài cũng có thể ở trong đa đảng Có cả tôi đã từng phân tách Rất nhiều lần Rồi họ nói rằng là Chứ là muốn có Không có án oan Thì phải có tam quyền phân lập Mà tam quyền phân lập đàng hoàng á, Thì phải Có đa đảng Những cái tiền đề Đặt ra như vậy nó không có trúng thưa quý vị vấn đề mà án oan ở nước Mỹ á, nó tràn lập tràn ngập nó không phải là một án oan năm nào cũng có án oan năm nào cũng có án oan nhiều lắm thưa quý vị mà nếu mà nếu mà kể ra đó là trung bình mỗi một năm của nước Mỹ là khoảng chừng hai trăm rưỡi cho đến ba trăm án oan án oan là những án đại đại hình đó. Hoàng kiểu đó đó Có hay không có thường xuyên Mà nước Mỹ này là lưỡng đảng nè Tam quyền phân lập nè Mô hình mà họ nhắm tới nè Không có đơn giản như họ nghĩ thưa quý vị Không có đơn giản như họ nghĩ Hôm nay thưa quý vị đó thì uh, Tổng thống Donald Trump Tới thô Oklahoma để tổ chức vận động gây quỹ và vận động cho cuộc tranh cử của ông rất là nhiều ngàn người đến tham dự nhưng cũng có một số người biểu tình chuyện đó bình thường có 6 người làm trong cái ủy ban tranh cử của tổng thống Donald Trump bị Covid-19 họ khám phá ra được họ yêu cầu những người đó ở nhà cách ly không được tới chỗ làm mà tổng thống Trump đến nơi Tosa Oklahoma ngày hôm nay thưa quý vị trong đầu của Tổng thống Trump Rất nặng triệu Nặng triệu có hai lý do Lý do thứ nhất là cái vụ Cái quyển sách của ông John Bolton Đã bị tòa án liên bang Nói rằng là chứ là cái yêu cầu Của Bộ Tư pháp Cấm không cho tờ cuốn sách này được in ấn Thì Bộ Tư pháp từ chối Chứ nói cái việc để in ấn Mai mốt tính sau không? Những cái sự thiệt hại gì đó Nếu có những cái vi phạm an ninh quốc gia gì đó Thì sẽ phải chứng minh còn cái vụ thứ hai đó mà tổng thống Trump á, ưu tư rất là nhiều. Đó nó liên quan đến cái gọi là cái tư pháp. Tư pháp mà đây là liên quan đến ông Jeffrey Brennan là một nhân viên công tố viên ở tại địa hạt New York. Thì cái câu chuyện này nó liên quan đến cái vấn đề tư pháp của Mỹ rất là nhiều. Tôi sẽ đi sâu vô cái nằm trong cái ưu tư của Tổng thống Trump. Nhưng nó cũng là cái ưu tư của rất là nhiều người về vấn đề nền tư pháp của Hoa Kỳ như thế nào. Quý vị biết đó là nước Mỹ là một liên bang. Và khi liên bang như vậy ra họ chia những cái khu vực ra để bộ tư pháp và nếu mà truy tố ai đó thì nó có từng cái khu vực. New York là một tiểu bang đông dân và là một tiểu bang quan trọng nên cả cái khu vực New York đó nó có một công tố viên công tố viên của Bộ Tư pháp công tố viên này thường thường là phải được do Tổng thống bổ nhiệm và được Thượng viện thông qua năm 2016 khi mà đắc cử Tổng thống đó, thì Tổng thống Donald Trump không có ân ý với công tố viên của New York lúc đó là do đảng dân chủ bổ nhiệm là dưới thời kỳ của ông tổng thống Barack Obama, tổng thống Trump á là khi đắc cử đó là hầu như là bãi bỏ hết tất cả những cái chức vụ, à, chức vụ prosecutor là công tố viên của liên bang, họ thay thế hầu hết từ đảng dân chủ cũng thay thế cho đảng cộng hòa. thì lúc đó có cái người đó là tên là bà Bridget Barabar là đảng dân chủ ở trên địa hạt của New York thì cũng được thay thế. Thay thế đó thì không phải là thay thế chính thức. Khi ấy là ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp là ông uh, Jeff Sessions, ông mới đề nghị cho ông Brennan này là cái người chuyển quyền thôi tiếng Anh nó gọi là interim là cái người chuyển quyền mà khi chuyển quyền như vậy đó thì phải đợi đợi cho thượng viện của Hoa Kỳ biểu quyết chấp thuận ông Brennan đã được Jeffrey Brennan được đề cử vào ngày mùng 3 tháng giêng năm 2018 nhưng mà thượng viện cũng chưa có bao giờ bỏ phiếu quyết định cho ông ở chức vụ này luôn mà tổng thống trump cũng không phải là cái người mà chỉ định ông thế thì là ở tại new york các chánh án chánh án ở trên đó họ họp lại rồi cuối cùng á là vào ngày 25 tháng 4 năm 2018 chánh án ở cái khu vực new york này đã chính thức biểu quyết bầu ông Berman coi như là công tố viên của khu vực này. Thật ra, chức vụ này phải là do Tổng thống chỉ định và được biểu quyết bởi Thượng viện, không phải là quyền của các chánh án. Nhưng mà họ cứ trần chờ mãi thì thấy như vậy thì họ biểu quyết, họ làm. Và khi ông Berman, đó, ông được chỉ định, coi như chính thức là công tố viện của khu vực New York này đó, nó có những cái cảnh xảy ra. Yeah. Ông là đảng viên cộng hòa, nhưng mà ông không ưa tổng thống trump. Thế là ông mới bắt đầu ông soi mói tất cả những gì của, của tổng thống trump làm. Một trong những việc đầu tiên là ông làm mà đó là ông truy tố, ông nhận lệnh của ông robert mueller để bắt ông mike cohen là Luật sư riêng của tổng thống trump với những cái chiêu thức rất là đặc biệt, xong rồi bỏ tù ông michael cohen rồi ép ông michael cohen rồi đủ ra hết, thì nó mới lòi ra những cái gì đó mà ông michael cohen nói rằng là tổng thống trump trả tiền cho các cô đào vân vân, nó cũng chẳng dính líu gì đến cuộc bầu cử nhưng mà ông cứ khai và bây giờ ông michael cohen đi tù, đó là một cái vết cũng khá là thẹo giữa tổng thống trump và ông bernard ông Berman. Cái vết theo thứ hai nữa đó, đó, là ông ông Berman, ông cũng truy tố ông Chris Collins là một dân biểu của Cộng Hòa ở trong cái ủy ban về 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 nguyên nhiên liệu. Rồi ông Chris Collins là nói rằng là ông Chris Collins là bán chứng khoán, biết tay trong cho nên là đã nhờ móc nối được với con trai là anh chàng Cameron và cô du gọi là à, hôn thê của anh Cameron và bố vợ của anh Cameron để mà bán cái chứng khoán nó gọi là insider trade nên nên là ông khe ông ông Chris Collins là dân biểu cộng hòa đã phải uh, từ chức và bây giờ nhận tội rồi đi tù 26 tháng đảng cộng hòa cũng cay cú cái vụ này lắm Ừ. ông cũng còn có nhiều cái sự truy tố nữa nhưng mà bây giờ nó có một cái chuyện mà tôi cũng muốn uh, nhắc sâu thôi trước khi đi vô cái chuyện đó thì uh, quý vị còn nhớ cái ông uh, luật sư Michael avanetti đó là cái ông luật sư mà đại diện mà đã đấu với tổng thống Trump trong cái vụ mà biểu quyết cho ông Brett Kavanaugh vào chức vụ thẩm phán tối cao pháp viện ông uh, ông Michael Avenatti đó thưa quý vị sau đó là ông có tống tiền vì một con người nổi danh như vậy ông tống tiền cho đủ thứ hết ông tống tiền cho cái uh, hãng uh, Nike thì cái này đó thì ông uh, ông uh, công tố viên bên anh đó, ông uh, truy tố ông Michael Avenatti và ông đã bắt bỏ tù ông Michael Avenity vào ngày 14 tháng 2 năm 2020. Đó là việc làm của ông Bannon ở tại cái khu vực New York, liên bang. Ông cũng có những cái ưu điểm và khuyết điểm. Nhưng mà đã có một cái vụ án vụ án này nó xảy ra nếu mà nó xảy ra tại Việt Nam á, thì chắc là những nhà đấu tranh dân chủ á đã làm rầm lên rồi nhưng mà vụ án này nó xảy ra ở nước mỹ thưa quý vị đó là vụ án ông đại tỷ phú jeffrey epstein là một nhà giàu rất giàu ông có những cái chuyến máy bay ông chở riêng như là tổng thống bill clinton những nhà đại tỷ phú người ta nói rằng là trên những cái chuyến máy bay ra những cái nơi khu, khu nhà nghỉ của ông thì đều có các gái trẻ không? À, các, các cô gái trẻ 16, 17 cũng có nữa Và có nhiều cái cáo buộc Nhiều vụ, vụ kiện sau đó Với ông Jeffrey Epstein Cái thời kỳ mà Tổng thống Bill Clinton đó, Làm Tổng thống đó, Thì hay thích hay đi chơi với ông Jeffrey Epstein lắm Ông Jeffrey M. Sten, ông sinh năm 1953 thưa quý vị. Ông là một nhà đầu tư về đất, rồi nhà đầu tư về nhà băng. Ông là một đại tỷ phú ở trên New York. Là một nhân vật có ảnh hưởng. mà khi ông giàu có đó thì người ta nói rằng là các cô gái bám theo ông như đĩa. Cho nên là ông đưa các cô gái lên trên các máy bay đi ra các cái nơi khu nghỉ mát của ông đó. rất là nhiều. Mà những chính khách như là ông Bill Clinton rất là mê Thế rồi sau bao nhiêu cái vụ kiện về dân sự à, Các cô ấy đào nói rằng là chứ ông không những là nãy nhưng mà ông hiếp dâm họ các cô đó nữa Thế là ông phải bị đền bù tiền Nhưng mà đó là có những người nói rằng là vì các cô dưới vị thành niên Cho nên là ông Benham á Ông nhận cái chỉ thị để ông truy tố ông Jeffrey Epstein Về cái tội sexual Uh, inducement uh, Of a minor Tức là Chơi gái với vị thanh niên Ông bị bắt vào tháng 7 năm 2019 Thưa quý vị Ông bị bắt vào tháng 7 năm 2019 Năm ngoái đó, Ông bị bắt Ông bị bắt thì uh, Vô trong tù đó Thì Người uh, ta nói rằng là Có nhiều cái dư luận lắm nhiều dư luận bây giờ chỉ biết rằng là ổng bị bị vô trong đó là cỡ nhóm như ổng mà bị ăn đòn đánh đập dễ sợ lắm thì sau đó đó nhà tù họ nói không ổng ổng muốn tự tử ổng muốn tự tử thì bộ tư pháp dưới thời kỳ đó đó đã ra lệnh là phải theo dõi ổng không cho ổng được tự tử không cho ổng tự tử thế nhưng vào ngày 10 tháng 8 năm 2019 người ta thấy ông chết trong tù như vậy là ông vào tù vào ngày 23 tháng 7 năm 2019 khoảng chừng 3 tuần sau ông chết trong tù ông chết trong tù thì người ta mới đem tử thi của ông đang thí nghiệm đủ thứ hết người ta mổ xẻ ra người ta thì không biết làm sao thì bên bên gọi là cái cái người mà làm mà gọi là xét nghiệm tử thi mới tuyên bố rằng là ông chết do tự tử, tắt cổ tự tử. Điều này nó nó không có hợp lý, ừ, nó không hợp lý. Vì ở trong tù cái tù của ông đó, đó là lúc đó ông biệt giam mà người ta e ngại ông tự tử, người ta đã lấy hết dây hết cái gì rồi bây giờ làm sao gọi là ông tắt cổ ông tự tử được. Nhưng mà đó là cái câu chuyện của ông. Jeffrey Epstein Từ ông bị tử vong vào ngày 10 tháng 8 năm 2019 Sau đó em trai của ông á Mới lấy xác của ông đem đi liền với dưới Florida Không giấu không cho biết tên tuổi chỗ nào nữa E sợ Những cái này cái nọ Ông bộ trưởng bộ tư pháp William Barr Đặt cái nghi vấn về cái chết của ông Jeffrey Epstein Yêu cầu là phải điều tra Tại sao có cái cảnh gọi là chết ở trong tù một tỷ phú như vậy? Và đó, cái ban gọi là chánh án luôn á, của cái khu vực New York á, là cũng yêu cầu nhà tù phải trình bày tại sao ông chết. Gọi là cái tự tử đó, nó không ai tin được. Tại vì dư luận dư luận đây không tôi không nói là bằng chứng thưa quý vị đây là dư luận nha xin nhắc lại một lần nữa cái gì tôi nói nó có bằng chứng thì bằng chứng cái nào tôi nói nó có dư luận chỉ là dư luận thôi người ta nghi ngờ những cái bàn tay rất quyền thế của đảng dân chủ của ông Clinton của bà Clinton của cái đám ông Obama khi biết được nếu ông Epstein mà tiếp tục sống thì sẽ khui ra những cái hành vi ấu dâm của họ với những cô thiếu nữ 15 16 tuổi nên là khi ông Jeffrey Epstein bị bắt vô đó Thì họ đã cho Họ đã thuê những người Ở trong tù đập ông Epstein một trận rồi Nhưng mà vì á, Là cái gì đó không biết là bị mua chuột Từ Từ Ông giám đốc nhà tù Cho đến tất cả những cai tù gì đó Cho nên là cái ngày mùng 10 tháng 8 Họ giết ông Jeffrey Epstein trong tù đó là dư luận, dư luận này đó, nó được rất thịnh hành ở bên nước Mỹ này, à, nên đó là ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp William Barr đó ông yêu cầu phải điều tra cho bằng được và yêu cầu cái điều tra đó cho tới ngày hôm nay đó nó cũng không ra được và cái người mà đứng mũi chịu sào nhất định không để cho ra cái gì hết đó là ông ông công tố viên bên năm nhưng mà ông công tố viên bên năm thì ổng lại đi ra một cái chiêu thức khác đó là ổng tìm cách ổng moi móc ổng moi móc các cái gì đó của tổng thống trump tổng thống trump rất là bực mình xong rồi bây giờ ổng đang soi rọi vào cái hồ sơ tài chánh của tổng, tổng thống trump rồi ông soi rọi vô cái hồ sơ của ông cố vấn là ông cựu thị trưởng Rudy Giuliani nên là bên phía của ông Rudy Giuliani và tổng thống Trump rất bực mình, ông Guerlambor cũng rất bực mình điều tra cái chết của ông Epstein thì không xong nhưng mà nhất định là phải đi điều tra cái chuyện khác thế thì hôm qua đó ông bộ trưởng bộ tư pháp của Mỹ là ông Guerlambor mới nói rằng là trên là chúng tôi biết ông Benin ông làm việc rất tốt nhưng mà bây giờ ông sẽ phải từ chức vì chúng tôi tìm một người khác tổng thống đã tìm được một người khác đó là một luật sư ở trong của ủy ban thị trường chứng khoán đó. sẽ được thay thế và sẽ được biểu quyết bởi bởi thượng viện tại vì cái chức vụ của ông Benin từ trước tới giờ nó chỉ là cái chức vụ tạm thời chưa phải là chức vụ chính thức nên sẽ được thay thế. Đó là lời công bố của ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày hôm qua. Thì hai giờ sau thôi, ông Biden mới ông viết ra lượng bảo chứ không, tôi không từ chức, tôi cũng không có ý định từ chức. Những gì ông nói nó không có đúng. Tôi tôi chỉ tôi chỉ rời khỏi khi nào Tổng thống Trump chỉ định được một người thay thế và được thượng viện thông qua, thì lúc đó tôi mới rời khỏi cái chức vụ này. À, đó là ông Bennam muốn trả lời rất rõ ràng gây cho tổng thống Trump một cái chuyện rất khó chịu, tại vì đẩy với một cái thế là tổng thống Trump anh là phải phản ứng, thì các báo chí truyền thông của Hoa Kỳ đi theo ông, hỏi ông là cái quyết định đó nó đúng hay sai, cái quyết định mà của ông Guilmard đó nó là của của tổng thống hay là cái quyết định của của ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp? Tổng thống Trump nói rằng là việc mà đuổi ông Berman á, có hay không á, là do cái quyết định của Bộ Tư pháp. Ông có nói rằng á, là ông William là một người có khả năng. Cái Bộ Tư pháp nó là cái bộ của ông William Nên ông William có quyền quyết định cái đó, không cần dính lý gì đến Tổng thống. Không. Ngày hôm nay đó ông Barr, ông có viết ra một cái thư ông bảo rằng là cho vì ông không chịu vì ông không chịu không, chịu gọi là từ chức và vì ông chỉ muốn là đánh bóng tên tuổi cá nhân hơn là làm việc cho các công việc công ích nên buộc lòng tôi có đề nghị với tổng thống là phải đuổi ông đuổi việc firing ông tức là đuổi việc thế thì bên báo chí ông mới hỏi tổng thống Trump là cái việc mà đuổi việc ông năm như vậy đó là của ông hay là của ông bò thì tổng thống trump nói rằng là đó là cái quyết định của tổng của của bộ tư pháp họ muốn làm gì làm nhưng mà trên các cái chuyên gia thì họ nói rằng là chứ cái quyết định đuổi ông benam nó không có nằm ở trong cái thẩm quyền của ông tổng trưởng bộ tư pháp mà nó phải là của tổng thống mới được thì ông benam thế nào rồi cũng phải bị ra đi người ta nói tổng thống nói là bây giờ là phải để cho cái người phụ tá lên thay thế cái đã tạm thời đợi cho đến khi nào chính thức thượng viện thông qua một người mới cái người phụ tá là bà Audrey bà sẽ thay thế quý vị thấy rằng là nước Mỹ nó cũng rối rắm tư pháp nó cũng rối rắm như vậy chứ đâu có phải rằng là đơn giản giống như họ nghĩ mình cứ ở Việt Nam mình thấy nó có những cái sự sơ sót về kỹ thuật sơ sót cái này cái nọ đúng tôi đồng ý có những cái sơ sót đó nước nào cũng có những cái sơ sót hết án oan nước nào cũng có hết chứ không phải chỉ vì cái cơ chế đa đảng mới là, là là hoàn toàn hoàn hảo ý của những người kích động là phải có đa đảng thì mới có tam quyền phân lập thì mới không có án oan Đặc lập sai và ý của họ nói là có đa đảng thì các cái chân tay gì đó của của trong bộ tư pháp á cũng sẽ được là làm sạch sẽ hơn. Đó, nước Mỹ nè. Trên trước mắt cái vụ Benenstam nè, năm nè. Có đâu? Có đâu không có đâu. Cái vụ mà cái chết của ông Jeffrey Epstein trong tù đó có có trong sạch đâu. Cũng không phải vậy. Chúng ta đang ở trên trần gian chứ không phải trên trần ngay chúng ta sống trong một thế giới chúng ta tìm sự tương đối chứ không phải tìm sự tuyệt đối tìm một sự tương đối không phải tìm sự tuyệt đối trên thế gian này nên đừng có đứng núi này trong núi nọ đừng có mà vọng tưởng coi chừng mất cả chi lẫn chài đất nước chúng ta hệ thống tư pháp của chúng ta cũng còn nhiều thiếu sót, yếu kém. Chúng ta biết như vậy. Nhưng mỗi người một bàn tay, chúng ta chung tay nhau góp ý để xây dựng. Không phải để góp ý để đả phá. Nhưng có những người chỉ muốn lợi dụng những sơ sót để góp ý đả phá, để tìm cách đạp đổ cái thể chế chính trị và đạp đổ luôn cả cái nền tư pháp của Việt Nam. Nghĩ rằng nền tư pháp của Mỹ mới là tốt đẹp nhất nhưng trong thực tế nền tư pháp của nước Mỹ cũng không phải vậy. Chưa nói cảnh chính trị của nước Mỹ thì trong những ngày qua nó loạn lạc. Như là ở tại cái khu vực Seattle mà bị chiếm đóng là Capitol Hill Autonomous Zone hay là Capitol Hill Organized Protest, tức là Chop hay là CHAS bây giờ đó, cũng đang có loạn lạc. Hôm qua, súng đã nổ tại cái vùng đường này. không có đơn giản. Chúng ta biết rằng là nước Mỹ là một quốc gia mạnh, coi như là mạnh nhất thế giới bây giờ. Nhưng mà chỉ đầu năm 20 tới bây giờ thôi là có quá nhiều xáo trộn. Xuống dốc rất thê thảm. Mình đừng cứ nghĩ rằng có mô hình của nước Mỹ là tuyệt đối cho Việt Nam. Việt Nam còn đứng cạnh một anh khổng lồ, đó là Trung Quốc anh ấy có thể chi tiền ra mua đất bột đảng nếu có đa đảng. Bằng chứng nước Mỹ nè. Ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng lên tiếng nói rằng là có bàn tay long lá của Trung Quốc đứng đằng sau cái Antifa giật dây. Thấy không? Nước Mỹ là một quốc gia mạnh, giàu có, ở xa. ấy thế mà ông Trung Quốc cũng còn có thể có bàn tay long lá để mua đất một đảng. Huống chi Việt Nam mà có hai đảng là mua nước một đảng thì coi như tiêu tùng nước Việt Nam, tan nát, hệ thống đa đảng. rồi nói như vậy đó là bảo rằng là tư pháp sẽ được uh, uh, trong sạch, chưa chắc. nước Mỹ này nè, một người tỷ phú như ông Jeffrey Epstein nè, mà vô tù mà cũng bị như vậy, cái cảnh đó, thì huống chi là sát cạnh là một cái ông khổng lồ Trung Quốc họ thao túng dễ dàng chúng ta không phải vì như vậy mà chúng ta kích động để rồi đòi lật đổ chế độ rồi thay đổi cái gì đó chúng ta không biết nó đi về đâu còn tôi thì tôi có thể dự đoán được rồi nó sẽ giống như syria là đất nước tan nát nát như tương thành phố aleppo không còn một hòn đá nào trên hòn đá nào chúng ta có những khuyết điểm chúng ta có những sơ sót chúng ta có những sai sót đồng ý nhưng chúng ta cùng nhau góp ý để xây dựng cho đất nước tiến lên chứ không phải đã phát mà cũng chưa chắc cái hệ thống đa đảng hay là cái hệ thống tam quyền phân lập như của mỹ sẽ áp dụng hoàn toàn được cho việt nam vì chính nước mỹ cũng có những sự xáo trộn, những dơ bẩn, những tùm bậy đó. Nhưng mà đố ai, biết, đố các bác cộng hòa bên này, Việt Nam cộng hòa bên này lên tiếng về cái vụ án của ông Jeffrey, ông Jeffrey Epstein á, không lên tiếng. Thích chỉ về Việt Nam thôi, tại vì cái đó là cái gì đó mà họ cảm thấy rằng họ an toàn, họ nói, họ thích bịa ra, họ nghĩ rằng ở xa không ai làm gì được họ hết. Còn chính nơi họ sống họ không biết gì hết. Đó là chuyện tư pháp của nước Mỹ trong thời sự hôm nay. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi với tôi góc nhìn Hoàng Diệu chiều ngày 20 tháng 6 năm 2020. Hẹn gặp quý vị trong clip sau.